आज हम धन्य हैं उनके गहरी पहुंच वाले प्रवचनों में से एक को प्रस्तुत करके, जिसका शीर्षक है मिलजुल कर संसार बचाएं, प्रेम की सफल कहानियां, 6 भाग श्रृंखला का भाग 6, गुरु और शिष्यों के मध्य पर, अंग्रेजी में दिया गया मार्च 29, 2012 को फ्रांस में। The Chinese from China and the Vietnamese from Vietnam. Can ask question now. Start with Vietnamese first. I am fair and democratic. Okay. I have to do like, you know, paper stuff. Okay. The Vietnamese ask first and the Chinese after. Chinese from China, okay? Because that's difficult for them to come. Mm-hmm. And difficult for them to see me more than you. Huh, guys? Okay, Vietnamese, đâu? Nói cho đã, yeah. Chưa hay con cảm ơn sư phụ rất nhiều vì cách đây 6 tháng về trước con có mở cái nhà hàng chay. Ở Việt Nam hả? Dạ, ở đây ạ. Ở đây ạ. Ở tiệm khác ạ. Ok. Dạ, vâng. Dạ. Mở cái này hả? Không ạ, mở riêng. Mở khác, ok. Dạ. Thì nói chung là vì cái kinh tế của con cũng không được đủ, xong cái tâm của con bên trong nó hối thúc vì nghe cái lời sư phụ là có nói là thời gian còn ngắn, cho nên là muốn cho mọi người ăn chay thật nhiều. Thế thì con quyết định là mở cái hàng chay. Thế mà nhưng con lấy cái là bình thường thôi, như cái gan tí sơ vét thôi. Ok, ok. Dạ, và nhưng con cảm ơn sư phụ rất nhiều. Đến giờ này nói chung là khách nhà hàng của con này cũng đã tương đối đông. Dạ, vâng. Thì cái tâm huyết của con, cái ý nguyện của con là muốn làm gốc đi hát cương. Thế mà nhưng cái trang trí trong nhà dạ. Sao đâu, làm cái đó cũng được. Trang trí trong nhà hàng con chưa có điều kiện. Cứ giữ như vậy đi, có gần lớp nhất. Dạ. Thì tới giờ này nói chung là nhà hàng thì cũng rất nhiều khách quay lại ăn nhiều, và ăn một tuần là ăn 5 ngày. Dạ. Nhiều cái khách văn phòng là một tuần ăn 5 ngày. Thế là người ta cũng nói là khi đổi sang ăn chay mà có thấy người cơ thể rất khỏe. Uh-huh. Dạ vâng. Thế cho nên là người ta nói là người ta sẽ ăn ăn suốt ở nhà hàng con. Ừ. Người ta sẽ thay đổi ăn sang như thế. Ok. Dạ. Bây giờ vậy nè ha. Dạ. À, những người nào mà không có đủ điều kiện trang hoàng gì đó không có cần. Dạ. À, lớp Vinhood cũng đâu cần phải có trang hoàng gì đâu. Hả? Dạ. À, phải chụp mấy copy mấy cái hình của mấy người tài tử mà họ ăn chay đó, những đó là quan trọng, thấy chưa? Dạ. Để đó nhưng quan trọng chứ không phải đồ trang hoàng gì nhiều, hiểu không? Dạ. Còn nếu không muốn thì cứ tiếp tục làm viết hình của mình đi, ok. Hiểu không? Ở trong nhà hàng con có viết chữ ăn chay sống xanh cứu địa cầu viết bằng tiếng Anh. Thế xong người ta cũng đến lớp Vinhood người ta ăn thì người ta nói là cái trang trí trong nhà hàng anh tương tự như lớp Vinhood. Okay. Sao anh không lấy cái tên đó? Chúng tôi rất là thích cái tên đó. À, hiểu rồi. Dạ. Không sao đâu, không. Dạ. Nếu không có thì làm sao cho đẹp thôi. Ok. Dạ. Mà phải vegan, ok ha. Dạ. Yeah. Tự do tín ngưỡng, ok. Dạ. Yeah. Và cái việc thứ hai về cái thể nghiệm tu hành của con nữa, con muốn okay. chia sẻ với sư phụ. Quickly, my God, dạ. It's 3 o'clock in the morning. Oh, dear. Yeah. Cách đây khoảng 1 năm. I'm angry, guys. 1 năm sao? Con có cái thể nghiệm là con đi thăm viếng một cái cảnh giới địa ngục đó. Thì dạ, thì có rất nhiều những người gọi là cái gương mặt người ta rất hung dữ, và người ta muốn như là ăn thịt con ấy. Thế và bên cạnh đó thì con nhìn ra thì cũng có 3-4 vị đồng tu. Thế con nói là thưa quý vị niệm hồng danh đi. Thế là con cũng cùng niệm với quý vị. Thế là người ta lại
đổi sắc mặt và người ta lại quỳ xuống, người ta lại chúng con. Đấy, con muốn nói là con rất là cảm ơn sư phụ đã tặng con là cái năm cái vị hồng danh đó. Và từ đó là con cũng tăng cái niềm tin, cái đức tin tăng. Và dạ vâng, con muốn cảm ơn sư phụ. Không có chi. Tốt. Đừng có ở, đừng xuống địa ngục nữa. Đối quân niệm hồng danh làm sao? Okay, I have told you, I have told you that the five names are very, very important, very powerful. In England, one time in London, during the group meditation, I was going around and tell you that the five holy names are very important. If even if you are in hell, if you remember it, you will be released. Remember that? Yes. Because this is a very powerful energy, understand? Powerful. The name of the five gods of the five world, within the five worlds, they are kings. So anybody hearing their names, you know, they really bow down. Then nobody can touch you. This is a real protection, not just in physical life, but in hell and in heaven, anywhere, whatever universe you go. Do not take it for granted, okay? Because you get it easy, maybe, and I don't always advertise strongly about it like the way they do on TV. So you think it's nothing. It's not. It's a chance in millions of years' time, okay? Millions of lifetime. Please treasure it. Even if you don't have the experience like your brother there, do believe me, yes? I have no reason to tell you. Not truth, yeah. Understand, yeah? Because what for I tell the truth and sit here with you 2-3 o'clock in the morning from evening until now? You know, my eyes are hurt and I'm tearing and, you know, my back pain, everything. Okay? Người nào muốn hỏi nữa không? Người nào mà từ Việt Nam qua đó. Chứ hồi nãy nói rồi, có gì quan trọng nữa không cưng? Dạ, con nói, cho con xin nói cái sự tu hành của con. Tu hành, okay. Yeah. You don't look like Vietnamese. Are you sure you're Vietnamese? Dạ, con mừng lắm sư phụ. Tại vì con tu hành, con nghe cái tin là được 22 năm 4 tháng thì con cũng vui lắm. Rồi con, như ngày hôm nay, ngày hôm qua thì con thiền thì nó tập nhiệm nó cũng nhiều. Nhưng con thường thường là hay bị vậy. Nhưng mà ngày hôm nay con thiền rất là thoải mái, con thấy nó rất là nhẹ nhàng, nhẹ lắm sư phụ. Biết con ngồi đó nhưng mà con thấy thân thể nó nhẹ như là không không vậy đó. Good. Dạ, thì con rất là vui vẻ. Dạ, con cảm ơn sư phụ nhiều. No problem. Dạ, với nữa là con làm ở trong cái nhà hàng Louis hết ở Paris. Dạ, có những cái vấn đề tốt sư phụ. Giống như con tới đó con làm, lúc thân thể con cũng mệt mỏi lắm. Nhưng mà con vô đó con làm thì tự nhiên nó lại như tay con, bác sĩ nói là con phải đi mổ. Biết con vô con làm cái nó mất tiêu sư phụ. Nó không còn đau nữa thì con cứ tiếp tục làm. Good. Dạ, nó có nhiều cái, những nhiều điều mà nơi đó con cũng học hỏi nhiều. Okay. Những anh chị em ở đó thì có lúc này lúc kia nhưng mà con học hỏi được nhiều lắm. Thật ra con thấy nghe nói lưu quên hết tiếp tục con cũng rất là vui. Có vậy thôi sư phụ, con xin cảm ơn sư phụ. Có gì? Việt Nam nữa đâu? Chào sư phụ, ngày mai là con về lại Âu Lạc. Sư phụ cho con xin ít kẹo với ít nước để về cho cả anh. Cứ lấy đi, xin xin. Cảm ơn sư phụ. Để đây mọi người, ok? Người nào cảm ơn sư phụ. Lấy đủ thì lấy, ok? I say this for her, to bring the whole Vietnam. Yeah. She was asking, I said, just take, you know, everybody can. I'll bring it up here. Please. All right. Okay, I'm getting old, okay, guys? Rely on you a little bit. I don't mean to tell you what to do, huh? Oh, my God. Được rồi, đem về đi, ha? Cho cái anh đồng chí nào đó nữa nha. Cái anh đồng chí nào mà kêu không có ngu đâu đó, anh thông minh đó. Nước gia trì đâu có nước đâu. Thôi đem cho ảnh cái này, ok. Có đem qua hải quan được không? Rồi, nước gia trì đây.
Chỉ có cái đó nó sạch sẽ, nó có ấy trong á. Mấy cái bình kia không biết nó bỏ đâu rồi, vậy là chợ nó mở tới mở lui dơ á. Ok, rồi ha. Còn gì nữa không? Nợ nần gì nữa nói luôn, tôi trả. Okay, no problem. Okay. For your whole country, eh? Different centers, yeah? Nhiều trung tâm á. Chứ không phải trung tâm của cô không ăn hết này mập ra. Chia hết, okay. À, Việt Nam nữa không? Việt Nam nếu muốn nói chuyện mà ở dưới thì chạy lên, ở trên thì chạy xuống. Đây. Dạ thưa sư phụ, con rất là cảm ơn sư phụ cho con được tới đây ngày hôm nay. Tại vì đây là niềm khao khát của con từ đó đến giờ, mình đây là lần đầu tiên con gặp sư phụ. Dạ, rất cảm ơn sư phụ. Dạ, rồi sao nữa cưng? Dạ, con tâm ấn được một năm. À. Dạ, nghe thì lúc đầu mới bắt đầu thì con nghe chưa có rõ. Ừ. Nhưng mà từ từ thì cái âm thanh nó càng lớn dần. Ồ, tốt lắm. Nhưng mà con cũng không biết cái âm thanh đó là âm thanh gì. Mà kệ. Dạ. Không có điếc là được rồi. À, bây giờ ngồi đi cưng, ok. Dạ, sư phụ. Sáng dịp qua đây ráng ngồi cho nhiều, ok. Tập trung. No more Vietnamese than Chinese from China, please. Yes. 因为他们比较困难嘛, 我不是分别心, OK, yeah. 那个西方人先来, 因为他们比较难照, 不是说, 不是说有什么了不起, 哎呀, 在家也是这样啊, 那些不乖的小孩, 妈妈最疼的奇怪, 哎不是疼的, 就是顺他, 担心他, 懂吗, 多照顾他, 没有什么问题, 只是谢谢师父创造的奇迹, 谢谢。 不客气。 师父,我有一个修行的问题, 就是说我打坐的时候吧, 有时候坐着坐着呢, 好像就睡着了一样, 突然就醒过来, 醒过来呢, 开始集中觉得很好, 后来睡着了一样的, 醒过来之后, 就感觉到那个精神想集中回来, 它回不来, 就像要跑一样, 不知道往哪里跑, 就往回拉, 拉不回来, 然后就想睡着那样的, 我不知道这是睡着了, 还是什么障碍。 你自己睡着你就问我，没关系啦，你尽量 OK， 如果觉得睡着的话，那再念嘛 OK， 再念五佛号，然后继续打坐就行了，何必问东问西？既然你已经睡着了，你问我，你能醒吗？已经来不及了，那个就是不知道的时候，就可能就说不清醒了，那时候就是睡着了，可能啊，没关系，是啦，是有事情这样啊，有情况这样。 那请过来就再继续打坐嘛哈，不管就观音和是观光的继续了啊，谢谢师父。问没用啊，已经睡着了，问了有用吗？啊，师父谢谢。另外我还想讲一个问题，就是说那个做素食的问题哈，我们来的时候做的是那个国航，我出来看师父从来没有坐过国航，这是第一次，中国国际航空公司的是国内的。 后来我们有订素食，他就给我们素食，他给我们素食，我们就想说，师傅，我们不吃他的素食，订就是订了，他拿来我们看看，我们看看里头，就感觉闻闻味道，什么也闻不到啊，很清淡啊，里头就是一点米饭和那个一个菜，一个菜很简单，什么意思？就是不好吃吗？他做的好，就是说，哎呀，我从来没在飞机上没有吃到过这么好的素食，太好了，现在人家都。 到处都有素食，对，他做的到你没走了，人家不给呀。嗯，他做的很简单，然后就一个烤麸炒几片那个，是也又好吃。哎，后来我就想说，那既然飞机上一个国家的飞机航班能做这么好，那想也不是像我们想的那样，也可能大众已经都提升了意识，他们呢就是说对于素食吃的也是很简单，中国人吃的很简单。嗯，然后素的话。 他们也会做，就是说一旦他们觉醒的话呢，他们就会都做起来，就会发展起来。OK。啊，这样子，我觉得很有信心的。师父让我看的不同的一面，谢谢师父。哎，不客气。感谢师父的加持。福尔摩沙的医疗主与世界会在上个月顺利的成立一个叫“一切素食联盟”的网站，这个网站提供的文章都是根据最新。
素食是最健康、最符合现代医学的饮食方式。啊，very good。因为大多数的病人往往只听医生的话，我们希望透过医生来鼓励病人吃素的方式推广素食。对了，对了。恭喜。例如，如果你是一个牙医师，你可以跟你的病人说：“回家以后不可以吃肉，不然牙齿会痛。”或者是跟病人说：“回家以后不可以喝牛奶，不然牙齿会断掉。”真的，真的是这个是有医学根据的。 对，不过不可能说，又不能再好，不行了。慢慢的引导，要讲的客气一点，客气，命令人家。啊，中国人不问听就言，你拜托他，他还不听。好，然后呢？那我们网站最终的目标之一呢，是要让福尔摩沙的政府。 了解到吃肉会伤害国民的健康。嗯，是是，政府是好像知道，不过就执法强迫他们，并且鼓励政府制定法律，禁止人民吃肉。OK， 要建议吧，建议，谢谢政府。 You good now？ 因为这个月的23号，福尔摩沙上映了一部推广素食的电影，片名叫做《饮食男女二，好远又好近》。发行刚上映而已，这个月23号。电影的名字，你这里叫什么意思吗？饮食男女。 是那个男的，男的，女人是需要比推的boyfriend and girlfriend，and also，and，between，boyfriend，girlfriend，a big restaurant story about，啊，OK，very good，是国家弄的吗？政府弄的吗？是一部电影公司由徐立功先生监制。 所拍成的电影，那时候住完的，在这个月的23号也才，已经这个月刚上映而已啊，刚上映而已，不到一个礼拜，非常有很感人，我们就看的都掉眼泪了，要回台湾才能看。 那发行这部片的电影公司呢，邀请我们一介素食联盟参加电影的记者招待会。电影的监制徐立功先生呢，他拍过的电影包括10多年前拍摄的《饮食男女》，还有《卧虎藏龙》，其中《卧虎藏龙》（Crouching Tiger, Hidden Dragon） 大家的明星啊。对。 其中，卧虎藏龙更拿下奥斯卡最佳外语片。徐立功先生私底下跟我们说，他在4年多前有一天走在桃园的路上，有人发了一张推广素食的传单。那徐立功先生看完传单的内容之后，觉得素食是未来的趋势，所以决定以素食为主题来拍《饮食男女》的续集。 因为4年多前只有我们团体在路上大规模的发传单，所以我们同修听到这件事都觉得徐立功先生拿到的是师傅的传单，也就是师傅的力量帮助徐立功先生完成这部电影。谢谢师傅。
记者会后呢，我们就赶快送徐立功先生哦，食谱拍的电影《皇帝与百官》，听你的call。那徐立功先生他也亲手收下并表示感谢。那我们希望徐立功先生看完食谱拍的电影，能有更好的灵感，那再拍一部。 更好的推广素食的影片，帮助拯救地球，并且顺利拿下奥斯卡奖的最佳影片。谢谢师傅。我也祝福这样。